Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bảo Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các di tích lịch sử văn hóa các danh thắng vùng Tây Bắc nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng, đền Bảo Hà huyện Bảo Yên từ lâu đã là điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo khách thập phương. Trong những năm gần đây, ngôi đền này tiếp tục được đầu tư tôn tạo để xứng tầm với một di tích lịch sử cấp quốc gia và ngày một đẹp hơn trong mắt du khách khi đến với vùng đất Thiêng Bảo Hà, Chương trình hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để giới thiệu tới quý vị và các bạn về ngôi đền này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Di tích lịch sử văn hóa đền Bảo Hà chỉ cách thành phố Lào Cai khoảng 60 km về hướng Nam, cách trung tâm huyện Bảo Yên chừng 20 km. Trong không gian hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, đền tọa lạc trên núi Cấm hướng về phương Nam, tựa lưng vào núi mặt hướng ra dòng sông Hồng, đỏ nặng phủ xa, cuộn chảy quanh năm. Theo truyền thuyết kể lại, vào cuối đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740-1786, khắp vùng Quy Hóa gồm Châu Thủy Vĩ và Châu Văn Bàn thuộc Lào Cai ngày nay, luôn bị giặc vùng phương Bắc tràn sang cướp phá, giết hại dân lành. Trước cảnh đau thương tang tóc ấy, tướng Nguyễn Hoàng Bảy được triều đình giao trọng trách khởi binh dẹp loạn vùng biên ải. Đội quân của ông tiến dọc sông Hồng, đánh đuổi quân giặc, giải phóng Châu Văn Bàn và củng cố xây dựng Bảo Hà thành căn cứ lớn. Tại đây, danh tướng đã tổ chức quy tụ các thổ ti, tù trưởng, luyện tập binh sĩ. Sau đó, thống lĩnh thủy quân và quân bộ tiến đánh giặc ở Lào Cai, giải phóng các châu thuộc phủ Quy Hóa. Trong một trận chiến không cân sức với quân giặc, ông đã anh dũng hy sinh Thi thể ông trôi theo dòng sông Hồng tới Bảo Hà thì dạt vào bờ. Nhân dân trong vùng đã vớt, an táng thi thể ông và lập đền thờ tại đây để ghi nhớ công đức to lớn của ông. Ông Hoàng Bảy ở Bảo Hà từ ngày xa xưa từ các đời vua phong kiến đã phong sắc cho ông Hoàng Bảy là tối linh. Ông thánh tối linh. Ông thần vệ quốc đấy thế là là một câu nói của ông thế đó, là hàng vạn người lên trên này và đến bây giờ khách ở dưới dưới xuôi Hà Nội Hải Phòng lên đến với đền Bảo Hà du khách có thể đi bằng đường bộ đường sắt và đường sông đều thuận lợi đặc biệt khi có tuyến đường cao tốc nội bài Lào Cai du khách càng dễ dàng hơn từ thủ đô Hà Nội chỉ mất chừng 3 giờ đi xe trên hành trình khám phá Tây Bắc để đến được vùng đất thiêng Bảo Hà. Đền Bảo Hà, nơi thờ thần vệ quốc Hoàng Bảy, người anh hùng miền sơn cước, đã chỉ huy đội quân đánh đuổi giặc phương Bắc, giữ yên bờ cõi. Du khách thập phương đến với ngôi đền cổ kính này không chỉ vì sự linh thiêng mà đến đây còn có khá nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao Tây Bắc. Hàng năm có hàng vạn du khách thập phương đến thăm viếng cầu may, cầu tài, cầu lộc, dân hương tưởng niệm ngũ vị tôn quan, đặc biệt là quan hoàng bảy, mà dân gian truyền tụng là rất linh ứng. Theo quan niệm của người dân, đến với đền Bảo Hà, ngoài việc cầu mong sức khỏe cho gia đình, du khách còn được khám phá nhiều cảnh đẹp, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao quê mình nhờ có những cái nơi như có như nơi những nơi như thế này, những nơi linh thiêng như thế này thì em thấy là để cho tất cả các bạn bè không những là trong nước mà còn ngoài nước biết đến thì em thấy rất là tự hào về quê hương mình ạ. Đền Bảo Hà ẩn mình ở chân núi Cấm, trước đền là sông nước mênh mang, tạo nên một không gian kiến trúc huyền ảo, linh thiêng. Nếu như trước kia tới đền Bảo Hà phải đi qua đoạn đường dẫn vào đền với không gian chật hẹp, hàng quán lộn xộn tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên. Thì từ vài năm gần đây, khu di tích lịch sử văn hóa Đền Bảo Hà đã đón chào du khách hành hương với diện mạo hoàn toàn mới. Đường vào khu di tích đã được trải nhựa rộng rãi, sạch sẽ dẫn vào đền. Hai bên đường đã được thông thoáng, xe của du khách tới đền được lưu thông rất thuận lợi, không còn tình trạng ồn tắc, không còn cảnh hàng quán xô bồ, treo kéo khách như trước. Quân viên cảnh quan gần khu vực đền cũng được mở rộng, trùng tu tôn tạo. Trong năm 2019, bằng nguồn vốn xã hội hóa, đền tiếp tục được đầu tư xây dựng cùng đại bái, diện tích trên 100 mét vuông. Theo kiến trúc cổ, tạo cho ngôi đền càng thêm uy nghi lộng lẫy. Nói chung là đền này được trùng tu tạo, đẹp đẽ. Ban quản lý sắp xếp chương trình là phù hợp có nơi như thế là tháp phương thờ cúng coi như là nghiêm minh và văn hóa một năm tôi đã tại đền ống đấy khoảng hai lần à, ra tết tháng riêng tôi đi lễ anh hướng và tháng bảy tiệc ống. Thì ra thấy à, các ngày thấy đẹp hơn thế là an ninh cũng 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 tốt hơn điểm nhấn của đền bảo hà là mùa lễ hội diễn ra vào trung tuần tháng 7 âm lịch hàng năm. Qua đó, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc của các thế hệ sau. Lễ hội cũng là dịp giới thiệu với du khách về nét đẹp văn hóa các dân tộc địa phương, quảng bá về tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư vào du lịch văn hóa tâm linh ở Bảo Hà, Bảo Yên nói riêng và Lào Cai nói chung. Trong lễ hội, một nghi thức không thể thiếu được đã trở thành nghi thức truyền thống bao đời nay, đó là nghi thức rước kiệu. Với ý tưởng tái hiện hình ảnh hội binh của tướng Hoàng Bảy, sau phần đại lễ trong tiếng chiêng, tiếng trống, đoàn rước lộng lẫy cờ hoa với kiệu, cờ tàn lọng và nghi trượng chuyển động theo đoàn múa lân, uốn lượn mừng vui thắng trận. Trước kia, điều kiện kinh tế khó khăn, người dân chỉ dùng cây, lá rừng kết thành kiệu, đóng bè mảng để qua sông nay điều kiện kinh tế phát triển, kết nối đôi bờ sông Hồng là chiếc cầu bê tông bề thế vững chãi, nên thực hiện nghi thức dứt kiệu cũng thuận lợi hơn. Với phong cảnh hữu tình, sự linh thiêng của ngôi đền, nhiều hoạt động nghi lễ truyền thống được lưu giữ, chương trình lễ hội ngày càng phong phú đa dạng. Với người dân trong vùng, cùng với Ban Quản lý Di tích đã tự tay chuẩn bị các mâm lễ vật như xôi ngũ sắc, cơm lam, các loại bánh của đồng bào dân tộc vùng cao, chầu cau, hoa quả và những sản vật đặc sắc của vùng tây bắc như gạo nếp, gạo tẻ, rượu, sôi ngũ sắc, cơm lam, thịt lợn sấy, thịt treo sấy, hoa quả. Với tâm niệm tưởng nhớ và ghi ơn công lao của vị tướng tài ba, thao lược và cầu mong cho bà con dân bản, du khách thập phương có một năm sức khỏe an khang thịnh vượng, mùa màng tươi tốt. Trong những năm gần đây, Công tác tổ chức lễ hội cũng đã có nhiều đổi mới. Ngoài những chương trình văn hóa văn nghệ, những điệu múa đặc sắc của đồng bào vùng cao, những môn thi đấu thể thao truyền thống, trò chơi dân gian, ban tổ chức lễ hội cũng đã tổ chức những chương trình nghệ thuật có tính chuyên nghiệp cao với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước như nghệ sĩ, ca sĩ Hồng Liên, anh thơ Trọng Tấn, ca sĩ Việt Hoàn để phục vụ bà con nhân dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự thì ban quản lý di tích đã chủ động phối hợp với cơ quan an ninh như đồn công an bảo hà công an xã bảo hà và công an huyện bảo yên xây dựng cái kế hoạch bảo vệ cho lễ hội thì tình trạng trèo kéo, kéo du khách chặt chém du khách và ăn xin ăn mày tại khu vực di tích đặc biệt là trong khu vực di tích quả tức là năm nay là không không còn cái tình trạng đấy nữa. Đối với lực lượng bảo vệ của ban quản lý di tích thì gồm một bộ phận ở ngoài sân bảo vệ vừa hướng dẫn các xe của du khách đến để đỗ và bảo vệ tài sản của du khách. thế còn trong nội tự ấy thì cái lực lượng bảo vệ thì đảm bảo an ninh từ từ đảm bảo cái tài sản của du khách đến hành hương và hướng dẫn du khách về những nỗ lực của địa phương và ban quản lý khu di tích Đền Bảo Hà đã và đang giúp di tích này lan tỏa một sức sống mới, khẳng định chỗ đứng vững bền trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương. Quý vị và các bạn thân mến, trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Bảo Yên thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.